bác bên bác kem chống nắng là xịn nhất nhất nha. Thiệt không? Thiệt. Bàn tay kem chống nắng này là xịn nhất luôn các bạn, bởi vì đây là kem chống nắng mà có độ bảo vệ khỏi UVA và UVB lớn nhất trong tất cả các loại kem chống nắng của châu Phi. Và chưa dừng lại ở đó, một phần nó xịn nhất là bởi vì cái chai của nó chắc xài cả nửa năm luôn đó các bạn. Các bạn có thể xem cái chất kem của nó như thế này ha. Thấm vào da rất là nhanh. Mà cái đặc biệt nhất không phải là cái này không đâu, mà nó có đến 4 chức năng, cho nên chúng mình hiện đang gọi nó là kem chống nắng 4 trong 1. Công dụng đầu tiên đó chính là dưỡng ẩm. Trong đây có rất là nhiều hoạt chất dưỡng ẩm. Ngoài ra nó còn có tác dụng là sáng da, cho nên là những chị em nào mà vừa khô da mà vừa da hơi xịn màu, da hơi tối màu là vô cùng phù hợp. Đây là những hoạt chất kiện tại đang làm sáng da của sản phẩm này. Tiếp theo nữa là sản phẩm này còn có tác dụng là chống lão hóa. Ồ, vừa sáng da chống lão hóa lại riêng nha. Và cái cuối cùng đây chính là kem chống nắng. Chất kem vô cùng dễ thấm. Tuy nhiên là lúc mà chị em mới thay, chị em có thể sẽ thấy cái mùi nó hơi mạnh một chút xíu là bởi vì trong đây nó có mật ong manuka. Tuy nhiên là nó cũng không phải là quá khó chịu đâu chị em. Và một lần đó là chúng ta chỉ cần khoảng 2 phần 3 của một lóng là đã đủ. Và chúng ta sẽ thay nó giống như là một sản phẩm kem chống nắng nha. Và bởi vì vậy nó rất tiện khi mà chúng ta có không có quá nhiều thời gian mà chúng ta thay vì phải bôi quá nhiều lớp, thì chị em chỉ cần bôi một lớp này sáng rửa mặt xong để cho da mặt khô. Chị em có thể sử dụng thêm toner. Còn nếu không có thể là rửa mặt xong, xong sau đó chị em chỉ cần một lớp này và sau đó là phóng ra ngoài đường luôn, không cần phải lo. Và cái này nó có thể che một chút xíu khuyết điểm cho chị em. Có thể nó không che hết nhưng nó có tác dụng che khuyết điểm. Và nó làm cho người đối diện á có cảm giác là da của chúng ta đẹp một cách tự nhiên. Và kem chống nắng này sử dụng rất là lâu, sử dụng được cho cả nam, cả nữ, cả chồng, cả vợ. Ngon, ngon thiệt.